Rồi, trước khi trả lời cái phương thức thanh toán của dự án The Standard thì anh xin chia sẻ cho em vài thông tin về dự án ha. Thì vị trí của mình đang đứng đây là khu vực clubhouse của dự án The Standard, và đây là sa bàn của dự án như em thấy nè. Đó. Như trên mặt cắt của sa bàn này á thì em có thể di chuyển, đây là cái cổng chính của dự án The Standard của chúng ta, di chuyển vào. Thì tổng quy mô của dự án của chúng ta là có tổng cộng là 6.9 hecta. Rồi số lượng cái căn gọi là nhà phố và villa của dự án là 374 căn, thì trong đó có 8 căn shop house nằm ở vị trí mặt tiền của dự án Standard chúng ta luôn, và có 366 căn villa và nhà phố đó. Thì anh xin mời em di chuyển qua phía bàn của cà phê, anh xin mời em di chuyển qua phía bàn cà phê để anh chia sẻ về cái phương thức thanh toán và tiến độ thanh toán của dự án chúng ta nhé. Anh xin mời em. Thì sau đây anh sẽ chia sẻ cái phương thức thanh toán cho em xem. Đây là cái chương trình thanh toán cái dự án Standard trong đợt này. Và đây là phương thức thanh toán chuẩn. Phương thức thanh toán chuẩn đây. Thì cái đợt đầu tiên của mình là mình thanh toán 15%. Và cái đợt 2 là thanh toán 10%, và đợt 3 10%. Đợt 4 là 10%. Và khi nhận bàn giao nhà là em sẽ thanh toán 50%. Khi ra sổ hồng thì em thanh toán 5%. Ha. Rồi. Ngoài ra chủ đầu tư An Gia có chương trình ưu đãi thanh toán cực kỳ là đặc biệt cho khách hàng đợt này, là với cái chương trình gọi là đồng hành tài chính cùng với phía ngân hàng, thì em chỉ cần thanh toán 15% sẽ ngưng đóng cái lúc nhận nhà. Là cái đợt đầu tiên của em á là em thanh toán 10%, cái đợt 2 là em thanh toán 5%, là em thanh toán đủ 15% em sẽ ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn. Thì trong hai đợt này thì bên ngân hàng sẽ giải ngân cho chủ đầu tư 35%. Rồi. Khi em nhận nhà em sẽ thanh toán 15%, bên phía ngân hàng sẽ thanh toán là 30%, là tổng cộng cái số tiền mà em thanh toán cho chủ đầu tư là tổng cộng là 30% kể từ lúc mua tới lúc nhận nhà, nhận bàn giao nhà luôn em nhé. Nó cực kỳ là nhẹ đúng không em? Ngoài ra chủ đầu tư còn có những cái chương trình thanh toán nhanh. Nếu mà em chọn phương thức thanh toán nhanh với các phương thức thanh toán như là cái đợt đầu tiên em thanh toán 30%, 50% hoặc 70%, thì chủ đầu tư An Gia có cái chương trình gọi là cam kết lợi nhuận năm đầu tiên cho em là 9% trên cái đợt thanh toán đầu tiên của em. Em có thể chọn một trong ba giải pháp gọi là sinh ra lợi nhuận 9% trong một năm đối với cái mức thanh toán nhanh là 30, 50 hoặc 70% em nhé. Ngoài ra nó có những cái chương trình ưu đãi khác, đặc biệt đến ngày mở bán sẽ có chi tiết luôn. Rồi bên cạnh đó, trong cái đợt này thì chủ đầu tư An Gia cho em đặt mua và định danh luôn, là em được phép chọn cái căn trong cái giỏ hàng của chủ đầu tư, được phép chọn theo ý của em luôn em nhé. Hẹn gặp lại em tại văn phòng chủ đầu tư An Gia. Xin chào em.